Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tổng thống Trump nói về tình trạng sức khỏe của mình hiện nay. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã loan tin, hôm thứ Bảy, trực thăng chính thức của Tổng thống, chiếc Marine One đã hạ cánh xuống bãi cỏ của Tòa Bạch Ốc để chở ông đến Trung tâm Y tế Quốc gia Wateris của quân đội ở Maryland. Chiều tối ngày thứ Bảy, theo giờ địa phương của thủ đô Washington DC, Tổng thống Trump đã có một video, trong đó ông trình bày về tình trạng sức khỏe của mình. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi qua lời dịch sang Việt ngữ của Thụy Khanh. Mở đầu, Tổng thống Trump nói: I want to begin by thanking all of the incredible medical professionals, the doctors, the nurses, everybody at Walter Reed Medical Center. I think it's the finest in the world for the incredible job they've been doing. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back. Tôi muốn bắt đầu bằng cách cảm ơn tất cả các chuyên gia y tế đáng khâm phục, các bác sĩ, y tá, tất cả mọi người tại Trung tâm Y tế Wateris. Tôi nghĩ đó là những người tốt nhất trên thế giới vì công việc đáng kinh ngạc mà họ đã và đang làm. Tôi đến đây cảm thấy không được khỏe lắm. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Mọi người đang làm việc cật lực để giúp tôi quay trở lại. Tôi phải trở lại. Bởi vì chúng ta vẫn phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chúng ta đã hoàn thành rất tốt công việc đó, nhưng chúng ta vẫn còn các bước khác phải tiếp tục, và chúng ta phải hoàn thành công việc này, và tôi sẽ quay lại. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sớm trở lại, và tôi mong muốn kết thúc chiến dịch tranh cử theo cách mà nó đã bắt đầu, cũng như cách chúng ta đã làm, và những con số mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta rất tự hào về điều đó, nhưng điều này đã xảy ra như nó đã xảy ra với hàng triệu người trên khắp thế giới mà tôi đang chiến đấu cho họ. Không chỉ ở Mỹ, tôi đang chiến đấu cho họ trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ đánh bại loại coronavirus này, hoặc bất cứ thứ gì các bạn muốn đặt tên cho nó, và chúng ta sẽ đánh bại nó một cách vẻ vang. Có quá nhiều thứ đã xảy ra. Nếu các bạn nhìn vào phương pháp trị liệu mà tôi đang thực hiện ngay bây giờ, một số phương pháp trị liệu và những phương pháp khác sắp ra mắt sẽ trông giống như những phép màu. Nếu các bạn muốn biết sự thật. There are miracles. People criticize me when I say that, but we have things happening that look like they're miracles coming down from God. So I just want to tell you that I'm starting to feel good. Đó là những điều kỳ diệu. Mọi người chỉ trích tôi khi tôi nói vậy. Nhưng chúng ta có những điều đang xảy ra, giống như những phép lạ đến từ Thiên Chúa. Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn rằng, tôi bắt đầu cảm thấy khỏe. Các bạn không biết những gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian vài ngày tới. Tôi đoán đó là trắc nghiệm thực sự. Vì vậy, chúng ta sẽ quan sát xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn tất cả sự ủng hộ mà tôi đã thấy, cho dù nhìn thấy trên truyền hình hay được đọc về những điều ấy. Trên hết, tôi đánh giá cao những gì người dân Mỹ đã nói, gần như với sự nhất trí của lưỡng đảng tại Hoa Kỳ. Đó là một điều tuyệt đẹp khi được chứng kiến, và tôi rất trân trọng điều đó. Tôi sẽ không quên điều đó. Tôi hứa với các bạn như vậy. I also want to thank the leaders of the world for their condolences and they know what we're going through. They know what, as your leader, what I have to go through. But I had no choice because tôi cũng muốn cảm ơn các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và họ biết những gì chúng ta đang trải qua. Như các nhà lãnh đạo của các bạn. Họ biết những gì tôi phải trải qua. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, bởi vì tôi không muốn ở lại Tòa Bạch Ốc. Tôi có thể làm như thế, ở lại Tòa Bạch Ốc, tự nhốt mình, không bao giờ đi đâu, thậm chí đừng đến phòng bầu dục. Chỉ cần ở trên lầu và tận hưởng nó, không nhìn thấy mọi người,
đừng nói chuyện với mọi người, và chỉ cần ở yên như thế. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi phải ra phía trước. Và đây là nước Mỹ, đây là Hoa Kỳ, đây là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, đây là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Tôi không thể bị nhốt trong một căn phòng trên lầu, tuyệt đối an toàn, và chỉ cần nói, này, chuyện gì xảy ra, cứ để nó xảy ra nhé. Tôi không thể làm điều đó. Chúng ta phải đương đầu với những vấn đề. Là một nhà lãnh đạo, các bạn phải đương đầu với các vấn đề. Chưa bao giờ có một nhà lãnh đạo tuyệt vời nào có thể khoanh tay như thế cả. Vì thế, tôi phải đến đây. Tình trạng tôi đang tiến triển tốt. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Đệ nhất phu nhân của chúng ta cũng đang tiến triển tốt. Melania yêu cầu tôi nói điều gì đó về sự tôn trọng mà cô ấy dành cho đất nước của chúng ta, về tình yêu mà cô ấy dành cho đất nước của chúng ta, và cả hai chúng tôi đều đang tiến triển tốt. Melania thực sự đang đối phó rất tốt, như các bạn có thể đã đọc được. Cô ấy trẻ hơn tôi một chút, chỉ một chút xíu, và do đó chỉ là chúng tôi biết căn bệnh này. Chúng tôi biết tuổi tác ảnh hưởng ra sao so với những người trẻ hơn. Và Melania đang đối phó với nó theo đúng trình tự phải trải qua. Và điều đó khiến tôi rất vui, và điều đó khiến đất nước chúng ta rất vui. Nhưng tôi cũng đang rất khả quan và nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một kết quả rất tốt. Một lần nữa, trong vài ngày tới, chúng ta có thể sẽ biết chắc chắn. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ngoài kia, tất cả mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt là người Mỹ. Sự tôn trào của tình yêu thật đáng kinh ngạc. Tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị và anh chị em, những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là cảnh người dân Hoa Kỳ tràn ra hai bên đường với các khẩu hiệu kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.